Sàn gỗ thì luôn đứng đầu danh sách vật liệu lát sàn được nhiều căn hộ chung cư lựa chọn nhất. Hiện nay thì Kim Hoa thấy đa số các căn hộ chung cư luôn, khi mà bàn giao cho khách á, thì ít nhất đã được lát sàn gỗ cho phòng ngủ luôn rồi. Vậy thì lý do tại sao khiến sàn gỗ thường được yêu thích và sử dụng cho lát chung cư như vậy? Hôm nay hãy cùng Kim Hoa vừa tham quan công trình và vừa tìm hiểu các lý do tại sao mà sàn gỗ lại dùng cho chung cư phổ biến đến như vậy nha. Đầu tiên là do sàn gỗ có những điểm rất là đặc biệt luôn, nên được nhiều anh chị ở chung cư cũng như là các chủ đầu tư chung cư ưu ái. Có thể kể đến là sàn gỗ có khả năng điều hòa nhiệt độ nè. Kim Hoa thấy ở Việt Nam thường có thói quen đi chân trần ở trong nhà thôi. Lát sàn gỗ sẽ không còn cảm giác lạnh chân khi mà mình di chuyển trên cái sàn nữa các anh chị. Sàn gỗ công nghiệp thì sẽ mang đến cho các anh chị một cái bề mặt ấm áp, dễ chịu trong suốt quá trình sử dụng vào mùa mưa hoặc là mùa đông lạnh lẽo nè. Rồi tới mùa hè nóng thì đi lại sẽ rất là mát chân cũng như là dễ chịu. Lý do thứ hai nha, mà căn hộ chung cư thường lát sàn gỗ, đó là sàn gỗ công nghiệp sẽ có tác dụng là cách âm nữa. Do các tấm ván sàn gỗ công nghiệp được liên kết với nhau bằng hệ thống hèm khóa nè. Rồi trước khi lắp đặt sàn gỗ luôn trải một cái lớp xốp lót nữa. Nhờ vào bản chất của sàn gỗ cùng với sự hỗ trợ của tấm xốp lót đó các anh chị, thì giúp sàn gỗ công nghiệp nó sẽ hỗ trợ khả năng chống ồn hiệu quả nha. Rồi, sàn gỗ sẽ giúp giảm tiếng ồn từ các căn hộ khác và ngăn chặn tiếng động từ trên xuống dưới. Kim Hoa thấy đây là một trong những tính năng cực kỳ hữu ích cho nhà chung cư luôn. Tiếp theo là sàn gỗ sẽ đem lại độ thẩm mỹ cao cho toàn bộ không gian ngôi nhà. Thông thường thì mỗi căn hộ chung cư như vậy, tất cả các phòng như là phòng khách, nè, phòng bếp hay là phòng ngủ đều ở chung trên một mặt nền luôn. Cho nên là khi là nhà có khách mở cửa bước vào là ngay phòng khách luôn rồi. Nếu như toàn bộ không gian được lát sàn gỗ thì sẽ mang lại cảm giác ấm áp và đẳng cấp luôn. Có khi là khiến những vị khách ghé thăm phải trầm trồ khen ngợi vì độ tinh tế trong căn hộ của các anh chị nữa đó. Còn nếu mà anh chị đang kinh doanh căn hộ chung cư, đối với những căn được lát sàn gỗ thì nó sẽ mang lại giá trị cao hơn cho các anh chị chủ đầu tư đó nha. Việc mua bán nè, chuyển nhượng các căn hộ chung cư nếu mà có lát sàn gỗ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra thì do được kết nối với nhau bằng hệ thống hèm khóa, không có dùng keo hay là đóng đinh gì hết, nên là nếu anh chị muốn chuyển nhà qua một căn chung cư mới chẳng hạn thì vẫn có thể tháo dỡ cái sàn gỗ đó ra và lắp đặt trong một không gian mới mà hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nền cũ hết luôn nha. Cũng không ảnh hưởng đến cái sàn luôn. Rồi, sàn gỗ công nghiệp còn có một ưu điểm nữa là giảm trơn trượt. Lát sàn gỗ xong lúc lau nhà, lỡ mà nhà còn ẩm ẩm các anh chị, chưa có khô hẳn ha, mình đi lại cũng không có lo trơn trượt gì hết, té ngã nữa. Rất là an toàn cho cả gia đình mình luôn, nhất là những gia đình mà có trẻ em hay là người lớn tuổi nè. Kim Hoa hy vọng với những chia sẻ vừa rồi, anh chị sẽ biết được những cái lý do tại sao mà chung cư thường được lát sàn gỗ công nghiệp, cũng như là cách chọn được một dòng sàn gỗ phù hợp cho căn hộ của mình. Anh chị còn bất kỳ thắc mắc gì thì có thể để lại comment ở bên dưới giùm Kim Hoa nha. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.